Xin chào tất cả các bạn. Một trong những nền văn minh lâu đời nhất và cũng là nền văn minh sở hữu trí tuệ siêu việt nhất trên trái đất, đó chính là nền văn minh Ai Cập cổ đại. Không ai biết nền văn minh này xuất phát từ đâu, nhưng khoảng 7.000 năm trước công nguyên, họ bắt đầu di cư đến bên bờ sông Nin, từ đó hình thành nên một trong những thời kỳ thịnh vượng nhất của lịch sử loài người. Điều đáng nói là họ sở hữu trí tuệ và hiểu biết về vũ trụ rất uyên thâm. Có rất nhiều những bí ẩn về các công trình xây dựng, cho đến tận ngày hôm nay, khoa học vẫn chưa thể giải mã, từ đó tạo ra rất nhiều những truyền thuyết về một thế lực ngoài trái đất đã từng xuất hiện. Các bạn nghĩ sao về chuyện này? Bản thân mình thì thực sự không biết. Nhưng đối với khoa học ngày nay, thì ngay cả những câu hỏi đơn giản nhất cũng phải trải qua con đường nghiên cứu rất quanh co mới có thể đưa ra được câu trả lời chính xác. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một trong những điều đơn giản nhất mà hầu như ai cũng từng gặp trong cuộc sống. Tại sao ánh sáng có thể đi xuyên qua thủy tinh? Một điều bình thường đơn giản đến vô cùng mà chúng ta ai cũng từng bắt gặp trong cuộc sống, đó là thủy tinh có màu trong suốt và nó cho phép ánh sáng xuyên qua. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao những vật liệu khác không cho phép ánh sáng xuyên qua như thủy tinh? Về cơ bản, thủy tinh là một loại vật liệu cứng. Chúng cũng có cấu tạo từ các nguyên tử, giống như bất kỳ loại vật chất nào. Như chúng ta đã biết, cấu trúc của một nguyên tử bất kỳ sẽ bao gồm một hạt nhân và các electron chuyển động xung quanh. Bây giờ hãy tưởng tượng, bạn có một quả bóng, bạn ném nó vào bức tường. Ngay lập tức, nó bị chặn lại và nảy ra. Nhưng nếu bạn thu nhỏ quả bóng lại chỉ bằng kích thước của một hạt cơ bản, thì khi đó, quả bóng sẽ dễ dàng đi xuyên qua bức tường để len lỏi vào các khe hở giữa các nguyên tử. Nhưng nếu như vậy, thì tại sao ánh sáng không đi xuyên qua gỗ đá? Về bản chất, thì thủy tinh là một loại vật liệu khá khác biệt. Nó là một chất rắn vô định hình, tồn tại ở dạng trong suốt. Cấu trúc nguyên tử của thủy tinh có đặc điểm chung với chất lỏng siêu lạnh như băng đá. Nó có đầy đủ tính chất cơ học của một chất rắn thông thường. Thành phần hóa học của thủy tinh chủ yếu là silicat cùng với một số thành phần khác như canxi carbonate, natri carbonate, kali carbonate, v.v. Thủy tinh được tạo ra bằng cách làm lạnh nhanh các thành phần nóng chảy. Thủy tinh cũng giống như các chất rắn vô định hình khác. Nó có trạng thái chuyển tiếp thủy tinh, tức là khi nhiệt độ tăng, nó sẽ chuyển thành chất lỏng nhớt, chứ không bị cháy. Quay trở lại với câu hỏi, tại sao ánh sáng có thể đi xuyên qua thủy tinh? Chúng ta có bản chất của ánh sáng là các hạt photon mang năng lượng. Chúng vừa tồn tại ở dạng hạt, lại vừa tồn tại ở dạng sóng. Khi bị chặn lại, chúng cũng tạo ra các lực va chạm. Có 3 cách để ánh sáng tương tác với vật chất là phản xạ, hấp thụ và đi xuyên qua. Hãy luôn nhớ rằng, ánh sáng cũng là một dạng năng lượng. Sự hấp thụ chỉ xảy ra khi ánh sáng chiếu tới có đủ năng lượng để kích thích một hạt electron trong vật chất từ mức năng lượng thấp chuyển lên mức năng lượng cao hơn. Sự phản xạ xảy ra khi photon từ bỏ năng lượng của nó đối với vật chất và một hạt photon có năng lượng giống hệt được phát ra. Tuy nhiên, nếu ánh sáng không có đủ năng lượng để kích thích các hạt electron trong vật liệu, thì khi đó, ánh sáng đơn giản chỉ là đi xuyên qua. Trong một vật rắn như thủy tinh, mức năng lượng tồn tại tạo thành các dải năng lượng. Ở giữa các dải này là các vùng được gọi là khoảng trống giữa các dải. Trong các khoảng trống đó, mức năng lượng cho các electron đạt trạng thái kích thích là không tồn tại. Một số vật liệu lại có khoảng trống lớn hơn các vật liệu khác, và thủy tinh chính là một trong những vật chất như vậy. Ánh sáng khả kiến chúng ta nhìn thấy có bước sóng từ 400 đến 700 nanomet, tương ứng với các màu tím, tràm, xanh dương, xanh lá, vàng, cam và đỏ. Mức năng lượng của ánh sáng khả kiến đơn giản là không đủ để kích thích các electron của thủy tinh, nên nó dễ dàng đi xuyên qua. Thế nhưng ở bước sóng khác, các photon bắt đầu có đủ năng lượng, làm cho các electron của thủy tinh thay đổi dải năng lượng. Ví dụ ánh sáng tia cực tím, có bước sóng từ 10 đến 400 nanomet. Chúng hầu như không thể đi xuyên qua thủy tinh và cũng làm cho thủy tinh bị mờ đi. Đặc biệt, khi một photon được xem như một sóng điện từ lan truyền, nó sẽ tương tác với điện từ và từ trường của nguyên tử. Điều này khiến cho các nguyên tử bị biến dạng. Có nghĩa là photon trở thành một phần của môi trường lan truyền và di chuyển như một loại sóng bị biến dạng. Chính sự tương tác giữa môi trường và photon dẫn đến việc tốc độ ánh sáng bị chậm lại trong môi trường thủy tinh. Trong thực tế, thậm chí chúng còn có thể làm cho ánh sáng chậm đến mức dừng hẳn lại bằng các hiệu ứng này.
Điều này hứa hẹn tạo ra một công nghệ mới cho máy tính lượng tử hoạt động bằng photon. Từ đặc tính truyền ánh sáng, chúng ta có thể nhuộm màu thủy tinh để hạn chế ánh sáng truyền qua, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong cuộc sống. Còn một lưu ý nhỏ nữa là thủy tinh trong suốt cách điện rất kém. Tóm lại, nếu như ai đó hỏi bạn tại sao ánh sáng có thể đi xuyên qua thủy tinh, thì câu trả lời rất đơn giản, vì nó trong suốt và chúng ta thấy nó trong suốt bởi vì nó cho ánh sáng đi xuyên qua. Có một điều quen thuộc và nguy hiểm vẫn hay xảy ra hàng năm với tần suất không thường xuyên. Đó là những tiểu hành tinh bay xuyên qua hệ mặt trời của chúng ta. Chúng có kích thước khá lớn và được liệt vào danh sách có thể đem lại nguy hiểm cho trái đất. Một số đài thiên văn được giao nhiệm vụ quét toàn bộ bầu trời để tìm kiếm và cảnh báo về những tiểu hành tinh lang thang như vậy. Trong những năm qua, chúng vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng càng nhiều phát hiện mới được tìm ra thì cũng đi đôi với nhiều sự lo lắng hơn. Ngày 27 tháng 1 năm 2020, theo khảo sát từ hệ thống cảnh báo sớm của đài thiên văn Mauna Loa đặt tại Hawaii, có một tiểu hành tinh chuẩn bị đi ngang qua trái đất ở khoảng cách hơn 4 triệu km. Vật thể này được liệt kê vào danh sách nguy hiểm tiềm tàng, có thể gây nguy hiểm cho trái đất khi tốc độ và đường kính của nó là khá lớn. Ngay sau đó, đài thiên văn Arecibo đã bắt đầu chú ý đến tiểu hành tinh này một cách sát sao. Vào cuối tháng 12 năm 2019, đài thiên văn Arecibo phải dừng hoạt động vì động đất, nhưng nó đã hoạt động sớm hơn dự kiến vì sự xuất hiện của tiểu hành tinh này. Các nhà quan sát đặt tên cho tiểu hành tinh này là 2020BX12. Nó sẽ di chuyển cách trái đất gần nhất 4,3 triệu km với vận tốc gần 90.000 km/h. Từ những tín hiệu radar phản hồi lại, Arecibo cho biết đây là một tiểu hành tinh nhị phân với một tảng đá nhỏ quay quanh một tảng đá khác lớn gấp đôi về kích thước. Đường kính tảng đá lớn là hơn 165 mét. Chúng chuyển động cách nhau khoảng 360 mét, trong đó tảng đá nhỏ có đường kính hơn 70 mét và quay quanh khối đá lớn trong một quỹ đạo kín kéo dài khoảng 50 giờ một vòng. Dự đoán, 2020BX12 sẽ vượt qua trái đất vào ngày 21 tháng 3 tới. Trước đây, hệ tiểu hành tinh nhị phân này đã từng bay ngang qua trái đất ở quỹ đạo gần hơn khoảng 1,3 triệu km vào năm 1931. Đến cuối tháng 6, nó sẽ tiếp cận sao Hỏa với khoảng cách hơn 6 triệu km. Đến năm 2022 và 2024, nó sẽ tiếp tục quay trở lại. Và nếu không bị va chạm hay thay đổi quỹ đạo, thì trong vòng 200 năm tới, quỹ đạo của nó sẽ vẫn tiếp tục được giữ nguyên. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta phát hiện ra một tiểu hành tinh có mặt trăng, nhưng kích thước của vật thể này lại khá nhỏ. Điều lạ là lực hấp dẫn của chúng không lớn, nhưng vẫn duy trì lên nhau trong một khoảng thời gian rất lâu. Và đây là điều khá hiếm có. Hy vọng rằng, trong quãng đường di chuyển, nó sẽ không gặp những tác động tiêu cực nào khiến cho những năm sau, quỹ đạo của nó bị giao cắt với trái đất. Nếu có gặp va chạm, thì tốt nhất là nên tan rã luôn. Chỉ cần nghĩ đến 200 năm tới, nó cứ ghé qua đều đặn vài năm một lần, thì chúng ta cũng rất mệt mỏi. Nhân tiện nói về tiểu hành tinh, có thể các bạn chưa biết tiểu hành tinh Pallas. Đây là vật thể lớn thứ 3 trong vành đai tiểu hành tinh. Nó có đường kính 512 km và chiếm tới 7% khối lượng của cả khu vực. Nó được mệnh danh là một kẻ ngoại đạo ngỗ ngược. Pallas được phát hiện vào năm 1802 bởi một nhà thiên văn học người Đức. Ban đầu, nó được phân loại là một hành tinh. Tiểu hành tinh này đi theo một con đường kỳ lạ trong không gian. Nó lao vào và đi xuyên qua vành đai tiểu hành tinh theo một quỹ đạo xung quanh mặt trời, lệch rất nhiều so với quỹ đạo của vành đai tiểu hành tinh. Trong quá trình chu du trên quỹ đạo, nó kéo theo rất nhiều đệ tử, là các mảnh vỡ trong vành đai tiểu hành tinh. Tốc độ di chuyển của nó nhanh hơn khá nhiều so với tổng thể vành đai tiểu hành tinh. Vì vậy, mỗi lần đi xuyên qua, nó giống như một kẻ phá hủy, gây ra rất nhiều va chạm. Điều này khiến bề mặt của nó lỗ chỗ đầy những miệng hố. Nhưng cũng may là nó chưa gây ra sự xáo trộn nào đáng kể. Về tổng thể thì vành đai tiểu hành tinh vẫn rất ổn định và bị phong bế bởi quả cầu khí khổng lồ sao Mộc. Nếu như có bất kỳ xáo trộn nào xảy ra, thì nó sẽ dẫn đến những sự kiện liên hoàn, và hậu quả thì rất khó đoán. Một vài hòn đá lệch quỹ đạo tiến về trái đất cũng đủ làm cho nhân loại toát mồ hôi. Vì vậy, ổn định là điều trái đất rất cần, nhất là sự mở đầu của thập kỷ này đã rất biến động rồi.